chào mừng chiều các bạn đến với bản tin cập nhật thị trường dòng tiền của top và mình là nguyễn thế hưng sẽ tiếp tục đồng hành với anh chị trên con đường đầu tư chứng khoán à, thì hưng lại xin chào anh chị ha thì như vậy là chúng ta lại trải qua một tuần à, cũng à, thật sự thì đối với à, tuần này có lẽ là cái tuần à, mệt mỏi nhất à, của đa số anh chị nhà tư trên thị trường cũng như cá nhân hưng là người tư vấn à, cũng thật sự là rất là bị uh, những cái cảm xúc tiêu cực, chán nản trên thị trường ảnh hưởng khá là nhiều. Uh, chúng ta đã có đến uh, tính đến tuần này đã là tuần thứ tư, bốn tuần liên tiếp thị trường chúng ta đã giảm từ uh, xuất phát từ một ngàn khoảng một ngàn hai trăm gần một ngàn ba chị ha và đến hôm nay thì trường rồi chúng ta đã có thời điểm mà nó giảm chỉ còn một ngàn một trăm điểm. Uh, uh, tất nhiên là rất may mắn thì mà cuối phiên thị trường chúng ta đã có những cái sự hồi phục à, nhất định à, bởi lực cầu à, tham gia ở mua ở vùng giá thấp cũng như à, à, một số à, một số quỹ nó à, tham gia nó kéo lại cổ phiếu khi mà à, cũng đã kết thúc quý 3, hôm nay cũng là ngày kết thúc quý 3 và nó cũng tham gia mua nhiều cổ phiếu để mà nó kéo à, chúng ta hay có, có thuật ngữ gọi là kéo náp à, kéo lại cái chỉ số của à, có một số quỹ À, thì như vậy à, chúng ta có một tuần à, rất là căng thẳng phải nói là rất là căng thẳng khi mà cái điểm số trên thị trường thì cứ càng ngày càng giảm nó cứ giảm từ 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 từng ngày và cả cổ phiếu của chúng ta nó cũng giảm từng ngày từng ngày và rất là đau đa, đa sốt nhưng mà không có thể chúng ta không thể làm gì hơn chúng ta đều có chung một nhận định là thị trường nó đã gần rất là gần đáy rồi với rất là nhiều những thống kê à, mỗi ngày hơn đều cập nhật những cái thống kê về thị trường để mà chúng ta thấy được là thị trường chúng ta đang ở đâu và chúng ta đang có một cái xác suất đảo chiều như thế nào. Tuy nhiên thật sự rất là khó khăn à, khi mà phải phải đến phiên hôm nay là khi mà chúng ta đang ở, đã ở cùng cực của cái trạng thái tâm lý đó nên là tuyệt vọng khi mà mọi người đổ xô bán tháo cổ phiếu và dẫn đến thị trường nó giảm mạnh về 1.100 điểm. Thì đến lúc đó à, Tài to nó mới xuất hiện dòng tiền lớn mới xuất hiện nó mới quay lại nó kéo thị trường và đến lúc đó thì thị trường chúng ta mới có được những cái tín hiệu đảo chiều đầu tiên à, chính vì vậy có lẽ điều đáng mừng đầu tiên của hơn trong hôm nay trong cái buổi phân tích này có lẽ đó chính là chúng ta nhìn về cái chỉ số vn chúng ta đã có một cái phiên gút chân một cái phiên đến một cái phiên rút chân cuối từ từng phải nói là thực sự rất là cần thiết bởi vì nếu mà hôm nay mà nó không có xuất hiện một cái cây nến nuốt chân như thế này, đối với chạc tuần là về một cái vùng hỗ trợ lại gần lại vùng hỗ trợ thì có lẽ chúng ta sẽ đón nhiều cái dòng bảo hơn trong cái tuần tiếp theo. Và thật sự thì à, đó, đó cũng coi là một cái điều may mắn đó chị ha. Chúng ta đã có một cái à, nhịp hồi trong à, ở phiên chiều vào trong ngày hôm nay. À, thì thật sự uh, trong cả một uh, tuần vừa qua thì mỗi ngày hơn đều cập nhật những cái thông tin về thị trường và uh, để cho thấy là thị trường chúng ta nó đã tới vùng hỗ trợ những thông tin đó là gì đầu tiên chúng ta thấy là chỉ báo tâm lý uh, chỉ báo tâm lý nó đã xuống cái vùng uh, cái vùng tiêu cực rất là nhiều thậm chí trong phiên hôm nay nó đã thậm chí nó đã về không điểm và nó chỉ hồi lại lên được 3 điểm vào cuối phiên thì uh, đối với câu có cái câu chỉ báo tâm lý của top Home group này thì mỗi khi nó mà nó về cái vùng không điểm và nó bắt đầu bật tăng lại thì nó thường có một cái dự báo xác suất thắng rất là cao một cái xác suất đúng rất là cao đó chính là sẽ có một cái dấu hiệu đảo chiều xảy ra thì đó đầu tiên là nó nói về cái chỉ báo tâm lý thứ hai nói về độ rộng thị trường thì phiên uh, của ngày hôm qua uh, thống kê của top Home group thì độ rộng thị trường nó À, là đạt mức thấp nhất là 4,5% nó bằng với cái đáy của cái đợt giảm mạnh gần nhất của chúng ta, đó là cái đáy khoảng tháng 7 2022 à, thì chúng ta cũng có cái mức độ rộng thị trường nó giảm thấp như thế à, khi mà phần trăm của cổ phiếu trên AME20 chỉ có quanh ở mức 4%, 4%. thì khi à, có một cái kỹ thuật đầu tư cực kỳ hiệu quả đó chính là khi mà cái phần trăm cổ phiếu trên ame này mà nó giảm dưới 10% và đặc biệt À, là những những con số cực thấp ví dụ như bốn năm hay là hiện tại chúng ta à, đang có cái tổng kết phiên hôm nay là sáu sáu thì nó vẫn đang cho thấy chúng ta đang có một cái sức sức rất là cao đó chính là thị trường chúng ta nó sẽ có cả một cái khả năng hồi đảo chiều lại bởi vì thật sự nó đã giảm rất là nhiều và nó không còn một cái dư địa nào để giảm nữa các cổ phiếu trên thị trường nó đều ở trạng thái quá bán và gõ ràng cái lực bán à, hôm nay nếu mà chúng ta ấy thấy trên thị trường chủ yếu là lực bán mà xin bởi các các công ty chứng khoán và hai đó chính là do tâm lý quá cùng cực và chúng ta bắt buộc của chúng ta phải xả hàng trên thị trường à, tiếp theo à, ngoài cái việc mà thị trường chúng ta nó à, có được những cái à, hỗ trợ về phân tích độ rộng thị trường về cái tâm lý thì chúng ta thấy về mặt kỹ thuật thì chúng ta cũng thấy được đó chính là cái vùng hiện tại nó vẫn là một cái vùng hỗ trợ cực kỳ mạnh của VN mà chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái đỉnh đỉnh đáy trong lịch sử trước đó của nó. Ví dụ như chúng ta có thể thấy hiện tại cái vùng cái vùng giá hiện tại thì nó cũng đi qua khá là nhiều đỉnh lịch sử của chúng ta từ 20 2008, 2018 và 2021 và thậm chí là các cái đỉnh đáy gần đây thì đối với những cái vùng giá mà những cái vùng đỉnh lịch sử, đỉnh đáy lịch sử như thế này nè, nó nó thường mang một cái giá trị uh, kháng cự hỗ trợ N, nó nó với một cái độ tin cậy rất là cao uh, chính vì vậy uh, khi mà nó gãy những cái vùng giá này mà gọi là khi nó đã vượt qua khi nó đã vượt qua thì nó sẽ trở thành một cái hỗ trợ cực kỳ mạnh và khi giá cổ phiếu nó hồi về những cái vùng này thì nó thường nó sẽ có một cái lực bật khá là tốt uh, chính như vậy à, chúng ta có có được một cái sự tin cậy về cái à, những cái chỉ báo này mặc dù trong phiên hôm nay chúng ta có thể thấy là rõ ràng cái lực bán như hương chia sẻ nó chủ yếu từ cái các công ty chứng khoán bởi uh, margin và cái cả cái uh, tâm lý là nhiều chứ mày về mặt kỹ thuật thì rõ ràng chúng ta vẫn đang có một cái vùng hỗ trợ rất là tốt và với việc mà cái uh, cái lực cầu nó tham gia trong phiên hôm nay để nó kéo thị trường nó bật tăng trở lại thì đó là nó không phải là một cái điều gì mà nó quá khiến chúng ta ngạc nhiên mà đó là điều mà chúng ta à, có một cái sự dự báo rồi và nó hoàn toàn là à, đúng như những cái dự báo chúng ta chỉ là khi mà cái tâm lý tiêu cực nó diễn ra trên thị trường đó, thì hoạt động bán tháo nó là diễn ra bình thường thôi à, Tiếp theo, à, ngoài cái việc mà chúng ta phân tích về giá về chuyển động ngoài giá thì chúng ta phân tích thêm về cái chuyển động về khối lượng thì với chuyển động của khối lượng vNS thì hưng cũng có phân tích và cũng như cũng có chia sẻ trong dung đầu tư của của mình đó chính là uh, xét về mặt cái chỉ báo khối lượng uh, ovv hưng thì thường hay sử dụng chỉ báo khối lượng cân bằng thì nó cũng cho thấy được vnz của chúng ta ở giai đoạn hiện tại như thế nào Mặc dù chúng ta thấy được là giá nó giảm khá là sâu Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn về cái chỉ báo khối lượng này Thì chúng ta đang thấy nó có một cái kênh giá hỗ trợ Được hình thành từ cái thời điểm tháng 8 2021 cho đến hiện tại Và chúng ta đã có một cái kênh giá hỗ trợ như thế này Và chúng ta gọi là nếu mà chúng ta kẻ một, một cái kênh giá ra uh, hình thành bởi các đáy hình thành cái đáy trước đó có nó như thế này chúng ta không có gì ngạc nhiên uh, khi mà nó khi mà giả, cái chỉ báo này nó giảm về gần cái cái kênh giá này thì nó đã có một cái lực hỗ trợ bật tăng cái là anh chị ha chúng ta vào phân tích về giá chúng ta phân tích về khối lượng chúng ta phân tích về độ rộng thị trường thậm chí chúng ta phân tích về cái tâm lý thì chúng ta đều thấy được đó chính là thị trường chúng ta nó đã thật sự đã đang ở một trạng thái quá bán rất là nhiều à, chính vì vậy khi mà chỉ cần có một cái lực cầu nó quay lại thị trường thì một cái phiên hồi hay là tăng mạnh thì nó kho là một cái điều không có quá gì là ngạc nhiên trên thị trường và đây là một cái điều cần thiết để mà thị trường chúng ta à, à, nó có thể có một cái nhịp hồi ít nhất là ngắn hạn à, cho anh chị nhà tư nếu mà chúng ta muốn thoát hàng anh chị ha à, thì như vậy à, những những cái thống kê những cái à, bị phân tích từ giá phân tích về khối lượng phân tích về cái độ rộng thị trường phân tích về tâm lý để chúng ta đang cho thấy được đó chính là uh, cái sự xuất hiện của một cái phiên đảo chiều hôm nay uh, xảy ra đó là một cái uh, việc hoàn toàn nằm trong cái dự báo. Tuy nhiên bởi vì cái uh, cái tâm lý hoảng loạn trên thị trường mà uh, có thể là có đã có nhiều anh chị đầu tư uh, phải uh, không thể chịu nổi bởi cái bởi cái tâm lý đó mà chúng ta phải bán ra. Thì đó cũng là một trong những cái chu kỳ uh, tâm lý đầu tư trên thị trường đó rất hay sửa ra anh chị ha. Chúng ta thường hay trong mắt phải đó chính là chúng ta hay bán và sau khi chúng ta bán, sau khi chúng ta tâm lý cùng cực nhất thì thị trường nó lại hồi. Đó là một cái tâm lý rất là cơ bản trên thị trường. À, với góc nhìn hiện tại thì khi mà chúng ta đang có được một cái phiên à, có thể nói là đảo chiều tại cái vùng à, hỗ trợ cái vùng đáy của thị trường cho như trong ngày hôm nay thì cá nhân Hưng cũng có một số dự báo à, về cái à, thị trường trong sướng chứ, sắp tới thì với một cái cây nến đỏ chiều như thế này thì chúng dựa vào cái kỹ thuật đầu tư thì chúng ta thường nó sẽ có một cái nhịp hồi à, với, cái, à, với cái mức với cái mức thường là nó sẽ bằng cái 50% à, với mức hồi thường sẽ bằng 50% so với cái à, cái sống giảm hoặc là sống giảm trước đó của nó như vậy nếu mà dựa vào cái công cụ Fibo thì chúng ta có thể thấy được chúng ta sẽ có à, mức hồi phục quanh nằm ở mức khoảng 1996 cho đến là 1220. Thì nếu mà chúng ta kẻ lại cái vùng này ra thì chúng ta sẽ thấy nó rất phù hợp với những gì diễn ra trên thị trường khi mà cái vùng này thì nó sẽ nằm uh, nó sẽ có hình thành bởi những cái vùng có được những vùng đỉnh và đáy trước đó anh chị ha. Và nó có cả cái vùng gáp khi mà thị trường chúng ta bị phá vỡ trong phiên hôm nay thì đây sẽ là một cái vùng mà nó đóng vai trò là kháng cự sắp tới khi mà thị trường chúng ta nó hồi phục và và rõ ràng nó cũng có có thể là là cái mục tiêu thì cái vùng hỗ trợ mà cuộc kháng cự mạnh thì nó cũng sẽ là những cái vùng mục tiêu cho thị trường chúng ta trong giai đoạn tới khi mà chúng ta thị trường chúng ta hồi phục à, đến vùng hiện tại À, tiếp theo như vậy là chúng ta đã có một cái dự báo chúng ta là có, có khả năng cao là thị trường chúng ta nó sẽ hồi về cái vùng giá này, à, vậy à, chúng ta sẽ nên mua những cổ phiếu nào, những cổ phiếu nào sẽ là những cái cổ phiếu mà chúng ta nên à, có thể gọi là lướt sống hoặc là chúng ta trung bình giá à, hoặc là à, à, chúng ta mua cho dài hạn trong giai đoạn này, thì Hưng sẽ có một số dự báo về những cái nhóm ngành như sau. À, thì đầu tiên thì là trong trong cái phiên hồi này à, dựa vào cái tăng trưởng theo nhóm ngành này thì nó cũng cho chúng ta một số cái gợi ý để mà chúng ta có thể à, quan tâm cho những cái con sống hội sắp tới à, ví dụ như chúng ta nhìn một cái dòng tiền hôm nay chúng ta thấy được một số nhóm ngành nó nó có thể nói là nó lít nó đang dẫn đầu thị trường nó đang hút được dòng tiền trong phiên ngày hôm nay để mà nó kéo thị trường đó chính là nhóm dược phẩm hóa chất đó chính là nhóm công nghệ nhóm dầu khí và nhóm chứng khoán. Đây là những cái nhóm bốn nhóm mạnh nhất trong phiên hôm nay. Và ngày ra chúng ta còn một số nhóm đó chính là điện nước. Chúng ta có nhóm uh, uh, cao su, chúng ta có nhóm bất động sản và chúng ta có một một ít của nhóm uh, uh, vật liệu xây dựng. Thì chúng ta sẽ ưu tiên, chúng ta sẽ phân tích bốn uh, nhóm ngành này trước. Đó chính là bốn nhóm mà hút dòng tiền lớn nhất của ngày hôm nay thì đầu tiên là nhóm dược phẩm hóa chất thì hôm nay chúng ta có cổ phiếu DKC, à, phân bón hóa chất chúng ta có DKC, chúng ta có DCM, dbm à, đều hôm nay đều bật tăng à, phục hồi là rất là mạnh và chủ yếu chúng ta cũng có thấy được là hôm nay à, không chỉ à, một cổ cũng nó nó phục hồi mạnh cũng có một lực hồi lớn bởi cái à, việc mua rồng của à, nhà đầu tư nước ngoài Ví dụ như chúng ta có DKC có nước ngoài mua rồng lên đến 117,5 tỷ hay chúng ta có DCM cũng có được lực mua rồng của nước ngoài lên đến hơn 16 tỷ và tương tự chúng ta có DBM cũng có mua rồng của nước ngoài lên đến 57,8 tỷ thì cái lực cầu này cái lực cầu của khó ngoại trong phiên ngày hôm nay nó đóng một cái vai trò phải nói là cực kỳ quan trọng để mà đầu tiên là nó sẽ liên nó nó hướng dẫn dòng tiền cho à, chọn được những cái cổ phiếu mà nó à, thứ nhất là nó sẽ hướng dòng tiền nó sẽ khi mà nó nước ngoài mua nó hướng được cái dòng tiền của nhà đầu tư trên thị trường khá là nhiều khi mà các cổ phiếu này nó hồi phục thì nhà đầu tư cũng sẽ à, dựa vào cái những cái kinh nghiệm đầu tư của họ và họ sẽ chọn những cái cổ phiếu mà đang có À, giá xanh nhất trên thị trường hiện tại chúng ta hay gọi là những cái cổ phiếu nó hồi phục sớm nhất trên thị trường thì nhờ những cái dòng tiền nó có ngoại nó hướng dẫn này mà à, dòng tiền cá nhân nó cũng có một cái sự tham gia rất là mạnh trong phiên ngày hôm nay à, Tuy nhiên là chúng ta còn cần phải hiểu thêm một câu chuyện là à tại sao nước ngoài nó lại tham gia mua mạnh thì cá nhân hơn trong phiên hôm nay nó không chỉ về việc uh, những cổ phiếu này nó có những cái câu chuyện tăng trưởng mà là uh, những cổ phiếu này cũng là một số cổ phiếu trong cái uh, cái náp của họ trong cái uh, quỹ trong cái danh mục đầu tư của họ và đây cũng là thời điểm cuối quý thì cái các uh, các quỹ đầu tư họ cũng sẽ thường có những cái hành động ví dụ như là kéo sẽ kéo một số cổ phiếu cổ phiếu trong quỹ để mà nó cho cái chỉ số của quỹ nó được uh, đẹp hơn anh chị ha à, nên à, cái việc mà nó tăng trần trong phiên hôm nay nó không hoàn toàn nó được nó thể hiện được là cái à, những cổ phiếu này là nó đang à, mạnh hơn thị trường hay như thế nào mà có thể đơn giản là chỉ một cái hành động kéo kéo chỉ số của, của nắp để nền nó có trong được đẹp hơn à, tiếp theo à, đó là chính là cái nhóm à, nhóm mà chúng ta sẽ phân tích tiếp theo đó chính là nhóm à, công nghệ thì nhóm công nghệ thận ra tiêu biểu thì chúng ta sẽ có chỉ có một cái cổ phiếu đó chính là cổ phiếu FPT thì với cổ phiếu FPT thì có ngàn cái câu chuyện của nó thì nó không phải là lượt mua nước ngoài bởi vì nước ngoài hôm nay mua nó khá là thấp à, mà đối với câu chuyện của FPT thì có lẽ đơn giản là nó là một cái cổ phiếu cực kỳ giá trị và nó có đóng một cái vai trò cũng khá là lớn trong VN30 và khi mà nó giảm về những cái cổ phiếu cơ bản mà có giá trị như thế này khi nó giảm về những cái vùng hỗ trợ đó, À, mà những cái hỗ trợ cực kỳ mạnh như thế này à, thì rõ ràng và nó rẻ khi mà định giá của nó bắt đầu rẻ đi thì nó nó luôn luôn được những cái dòng tiền nó động những những nhà đầu tư dài hạn quan tâm và và nó sẽ mà trong khi đó trước đó nó đã vào cái trạng thái quá bán rất là nhiều nên là một cái phiên phục hồi mạnh là có hoàn là một là làm một cái việc hoàn toàn dễ hiểu anh chị ha à, không chỉ riêng uh, FPT mà chúng ta có một số cổ phiếu khác uh, cũng có uh, phân tích hành động thì chúng ta cũng có thấy một cái diễn biến tương tự ví dụ như chúng ta có một số cổ phiếu ví dụ như thế giới di động thì sau khi nó giảm về những cái vùng giá có giá trị thấp như thế này thì hôm nay nó cũng phục hồi tốt anh chị ha bây à, giờ chúng ta có uh, Dizuver World. World thì hôm nay cũng bật bật là bật tăng là anh chị ha thì đó là một số những cái cổ phiếu lớn một số cổ phiếu đầu ngành thì sau khi mà nó giảm về những cái vùng những cái vùng giá những cái vùng giá hợp lý hay là những cái vùng hỗ trợ mạnh cho về dài hạn thì nó thường nó sẽ hút được những cái nhà đầu tư cả cơ bản và kỹ thuật tại vì về kỹ thuật thì chúng ta sẽ canh mua khi mà nó về lại những cái vùng hỗ trợ mạnh trong dài hạn hay là về những nhà tư cơ bản thì khi mà họ cũng thấy được khi mà giá cổ phiếu nó giảm về những cái vùng giá mà nó hấp dẫn như thế này thì cũng là nó cũng hút được cái dòng tiền tham gia. À, thì ngoài cái nhóm công nghệ thì chúng ta hôm nay còn có cả nhóm dầu khí và nhóm chứng khoán. Về nhóm dầu khí thì chúng ta thấy nó có chúng ta có cổ phiếu gas. À, cũng à, có một cái sức bật rất là tốt trong phiên ngày hôm nay với mức tăng hơn 7,76 à, bật tăng lại từ cái MA 200 cũng rất là mạnh và rõ ràng khi mà những cái cổ phiếu lớn những cổ phiếu đầu ngành như thế này nó giảm về à, những cái vùng hỗ trợ à, được xem là hỗ trợ mạnh của về xu hướng à, hay à, hay những vùng hỗ trợ mạnh À, những vùng giá rẻ thì nó thường sẽ thu hút được à, những cái dòng đồ, à, dòng tiền lớn từ nhà đầu tư nước ngoài hay cũng như là nhà đầu tư cá nhân mà à, theo hướng là đầu tư lâu năm trên thị trường một số cổ phiếu khác của nhóm dầu khí mà nó cũng hút dòng tiền tốt ví dụ như chúng ta có cổ phiếu BVD à, hôm nay cũng hút được lượng đặt nhà đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài hơn 43 tỷ và trước đó thì cổ phiếu VVD này uh, cũng có một cái xu hướng tăng mạnh uh, nhưng cũng bị bán tháo theo thị trường. Uh, có lẽ uh, đây cũng là một một trong những cổ phiếu mà phải nói là có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên uh, phải uh, vẫn phải chịu áp lực uh, bán mạnh của từ thị trường uh, bởi vì uh, uh, cái áp lực uh, quá mạnh À, khi mà cổ phiếu nó cũng bị suy si giảm tuy nhiên khi mà cái thị trường nó hồi phục á thì những cái cổ phiếu mà trước đó nó đã có một cái sóng nó vẫn đang có một cái sóng tăng mạnh như này thì nó sẽ đón lại dòng tiền rất là nhanh. À, BVS, BVS trước đó cũng đang có một cái sóng tăng khá là tốt tuy nhiên khi mà thị trường nó bắt đầu điều chỉnh thì nó cũng bị ảnh hưởng theo khá là nhiều thì những cái cổ phiếu này thì thường nó sẽ về kỹ thuật về dòng tiền thì nó sẽ là thường nó sẽ phục hồi nhanh khi mà thị trường nó hồi phục anh chị ha và những cái cổ phiếu nhóm dầu khí á, thì hưng cũng có phân tích về cái chu kỳ luôn chỉ nhóm ngành này thì đây là những cái cổ phiếu mà nó được hưởng lợi theo cái chu kỳ ở gia, trong cái giai đoạn hiện tại uh, của cái uh, chu kỳ kinh tế uh, của chúng ta cũng như là của nước ngoài Tuy nhiên thì đối với câu chuyện của nhóm dầu khí thì tất nhiên nó cũng có một số mang một số rủi ro. Và ví dụ như đối với những cái cổ phiếu mà thuộc uh, cổ phiếu uh, dầu vẫn là cổ phiếu dầu khí nhưng mà là BLX như viên hôm nay tại sao nó vẫn không hồi phục? Tại vì nó sẽ có một số rủi ro khi mà cái nó, khi mà cái nền kinh tế nó bắt đầu vào cái giai đoạn suy si thoái á thì những cổ phiếu thuộc dạng như tiêu thụ ví dụ như BLX thì nó sẽ uh, giá dầu suy si giảm khi mà là kinh tế suy suy si, si thoái nhu cầu sử dụng dầu suy si giảm và và giá dầu suy si giảm thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc nhu cầu sử dụng xăng uh, dầu thì từ đó thì những cái cổ phiếu ví dụ như blx thì nó vẫn uh, khá là tiêu cực anh chị ha nhu cầu suy si giảm cái việc tiêu tiêu thụ của nhà của uh, uh, người dân suy si giảm thì nó sẽ cũng uh, ảnh hưởng khá là nhiều Đúng như vậy mà chúng ta thấy được những cái cổ phiếu mà về uh, gọi là gọi là những cổ phiếu mà tiêu thụ nhóm dầu thì nó lại sẽ yếu còn những cổ phiếu đầu nguồn ví dụ như là về khai thác khai thác dầu thì nó lại vẫn được tích cực anh chị hết à, thì với việc mà cái biểu đồ tăng trưởng nhóm ngành ngày hôm nay thì đến chúng cũng cho chúng ta một cái số định hướng để mà chúng ta có thể canh khi mà thị trường Hồi sắp tới chúng ta sẽ có một số cái nhóm ngành để chúng ta đầu tư. Thì để mà chuẩn xác hơn, chúng ta sẽ sử dụng một cái biểu đồ nó quen thuộc hơn cho chúng ta đó chính là cái biểu đồ sức mạnh của nhóm ngành. Và những cái nhóm ngành mà chúng ta sẽ quan tâm đầu tiên đó chính là những cái nhóm ngành mà nó đang nằm ở trong cái nhóm dẫn dắt như thế này. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy một số nhóm ngành nó vẫn còn đang ở trong được cái nhóm dẫn dắt đó chính là một số của chúng ta đang như đây chúng ta đang thấy chúng ta có đang có nhóm số 13 là của nhóm điện nước chúng ta đang có nhóm số 10 là của nhóm nông thủy sản hay là cho là thực phẩm chúng ta có nhóm số 9 và số 15 đó chính là nhóm phân bón hóa chất và nhóm số 9 là của nhóm bán lẻ tiêu dùng thì như Hưng đã phân tích thì thật, thật ra những cái nhóm ngành này nó vẫn đang nằm trong cái là những nhóm à, và có cả nhóm Số 4 và số 16 đó chính là nhóm dầu khí và nhóm à, xây dựng thì nó nó có một cái sự suy si giảm anh chị ha. Thì đối với những cái nhóm này, chúng ta tạo phân tích là nhóm 13, nhóm số 10, nhóm 15 và nhóm số 9 là những cái nhóm ngành này nó vẫn hưởng lợi theo cái chu kỳ kinh tế của chúng ta trong cái giai đoạn hiện tại. À, khi mà chúng ta à, cái, cái phân tích chu kỳ thì có lẽ Hưng cũng đã phân tích khá là nhiều anh chị ha. À, nếu mà anh chị nào mà có vẫn chưa có À, để hưng mở lại cho anh chị xem à, nếu mà anh chị nào vẫn chưa có xem cái phân tích cái chu kỳ nhóm ngành của chúng ta thì chúng ta có thể xem lại các video trước của hưng là hưng cũng chia sẻ khá nhiều về những cái nhóm ngành à, về chu kỳ mà chúng ta sẽ hưởng lợi à, ví dụ như hình ảnh này à, đây là cái thống kê của thị trường à, chứng khoán mỹ mà hưng đã thống kê thì trong cái giai đoạn mà chúng ta chúng ta hiện tại cũng cũng đang nằm ở khoảng à, về về chu kỳ chứng khoán chúng ta cũng đang làm tương tự với gần tương tự với những cái nhóm ngành mà đang hưởng lợi bên thị trường chứng khoán mỹ anh chị ha chúng ta đang có một số nhóm ngành ví dụ như chúng ta có nhóm năng lượng chúng ta có nhóm thiết yếu người tiêu dùng chúng ta có nhóm chăm sóc sức khỏe chúng ta có nhóm uh, tiền ít, ví dụ như nhóm điện nước thì nhóm những cái nhóm ngành này vẫn đang là những nhóm ngành mà nó được hưởng lợi theo chu kỳ chính vì vậy khi mà có một cái sự dòng tiền nó quay trở lại thì những nhóm cái nhóm ngành này nó sẽ thường nó sẽ bật lại đầu tiên À, bởi vì nó, nó đón được cái dòng tiền à, theo cái, cái có một cái câu chuyện đầu tư nên mà chúng ta thấy là việc nhóm điện nước nhóm thực phẩm à, nhóm à, bán lẻ tiêu dùng thiết yếu hay là nhóm à, phân bón phân bón hóa chất đó, thì nó vẫn đang nằm ở trong nhóm in, là hoàn toàn dễ hiểu anh chị ha đó, thì nếu mà chúng ta à, canh bắt thì chúng ta có thể vẫn vẫn nên ưu tiên các nhóm theo chu kỳ như thế này À, và về nhóm dầu khí thì uh, mặc dù nó đang có một cái sự suy yếu bởi uh, uh, bởi tỷ trọng trong nhóm dầu khí nó có cũng có một vài cổ phiếu uh, uh, mà nó nó không nó nếu mà phân tích kỹ hơn thì nó không không phải được hưởng lợi với chu kỳ ví dụ như cổ phiếu BLX đi nếu mà nền uh, kinh tế suy si thoái thì nhóm dầu khí nó cũng bắt đầu yếu đi thì nó cũng đã ảnh hưởng cái uh, uh, cái biểu đồ sức mạnh của nhóm dầu khí khá nhiều trong uh, cái uh, tuần này À, một số cái nhóm ngành khác mà chúng ngoài những cái nhóm ngành đang dẫn dắt thị trường mà chúng ta có thể quan tâm trong cái tầng tiếp theo. Ví dụ như chúng ta có số 14 là số là nhóm y tế dược. À, y tế dược thì nó cũng là một cái nhánh trong cái những cái nhóm ngành chăm sóc sức khỏe anh chị ha. À, những cái nhóm cổ phiếu y tế dược này cũng là một cái sự là những cổ phiếu hưởng lợi từ cái chu kỳ À, tiếp theo chúng ta có một cái số nhóm à, đang có dấu hiệu à, phục hồi trở lại ví dụ như là nhóm à, công nghệ nè trong phiên hôm nay cũng hút tiền thì à, cái điều này thì nó hoàn toàn dễ hiểu khi mà cổ phiếu công nghệ như FPT à, nó đã giảm về những cái vùng giá phải nói là khá là hấp dẫn trong dài hạn bởi vì bởi vậy nó thu hút cái dòng tiền hoàn toàn dễ hiểu chị ha À, chúng ta có nhóm vấn à, nhóm vận tải nhóm vận tải thì à, có, có lẽ câu chuyện của nó là thiên về cái sự hồi phục nhiều hơn khi mà nó cũng đã giảm khá mạnh trong cái thời gian vừa qua và nó có thể nói là đa số một rất là nhiều cổ phiếu vận tải hiện tại nó đã vào cái vùng quá bán à, như chúng ta thấy à, đây thì rất là nhiều cổ phiếu vận tải hiện tại nó cũng đã vào cái trạng thái quá bán bởi vậy là à, những cổ phiếu vận tải à, trong phiên hôm nay thì nó tăng nó tăng hồi phục lại À, là hoàn toàn bình thường anh chị ha. Và nếu mà chúng ta về kỹ thuật giao dịch thì chúng ta có thể là uh, có cái nhiều cái phương pháp giao dịch khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể mua uh, mua theo uh, chu kỳ. Một cái phương pháp đơn giản mà Hưng chia sẻ ở trong cái video trước chúng là chúng ta mua chọn cổ phiếu theo chu kỳ uh, luân chuyển kinh tế, luân chuyển ngành. Hai là chúng ta sẽ chọn những cái cổ phiếu mà nó đang có một cái uh, xu hướng tăng trưởng là chúng ta hay gọi là đầu tư tăng trưởng đó, là những cái cổ phiếu mà nó có thể là đang trong một cái trên uh, tăng uh, dựa vào kỹ thuật uh, dựa vào kỹ thuật ví dụ như chúng ta có cổ phiếu NT2 mặc dù gần đây thị trường vẫn đang giảm thị trường chúng ta đã vào đo trên nhưng mà chúng ta phân tích kỹ thuật chúng ta có thể thấy được cổ phiếu NT2 vẫn đang trong một cái xu hướng tăng rất là tốt đó thì đây là những cổ phiếu mà chúng ta có thể gọi là tiêu biểu những cổ phiếu trong cái đầu tư tăng trưởng thì chúng ta có thể quan tâm thì nếu về cái phương pháp đầu tư tăng trưởng thì đơn giản đó chính là chúng ta sẽ canh mua khi giá cổ phiếu nó giảm về những cái vùng hỗ trợ của MA20 hay là MA50 anh chị ha. Đó. Chúng ta có HAG gần đây cũng đang có một cái trên tăng rất là tốt đó. Đây là một tiêu biểu của một số cổ phiếu dựa vào cái phương pháp đầu tư tăng trưởng. Thì khi giá cổ phiếu nó giảm về những vùng hỗ trợ và nó vẫn còn chưa rẫy cái trên tăng đây chúng ta đang có một cái trend tăng như thế này. Đó thì chúng ta khi nó giảm về vùng hỗ trợ chúng ta sẽ mua. Và một cái phương pháp cũng à có lẽ là rất ít người xài nhưng mà nhưng mà nó lại tối ưu trong cái thời điểm hiện tại theo cá nhân hơn nhận định đó chính là cái phương pháp mua mua đảo chiều thì cái phương pháp mua đảo chiều ví dụ như nó hoàn toàn phù hợp và khả thi ở giai đoạn hiện tại tại vì sao có gàng là thị trường chúng ta hiện tại nó đang ở trạng thái hầu hết là các cổ phiếu thì trên thị trường bị bán rất là mạnh và nó đang ở trạng thái quá bán bởi vì vậy khi mà thì đối với một cái cổ phiếu hay một cái chỉ số giá trên thị trường đó, thì nó không thể nào mà nó giảm liên tục được không thể nào nó giảm 100% một trăm như thị trường coi hay là thị trường khác được mà nó sẽ khi nó giảm thì nó sẽ thường nó sẽ có một cái đợt hồi phục nó giảm xong thì sau khi nó giảm xong thì nó cũng sẽ có một cái đợt hồi phục à, lên Rồi sau đó nó, có, nó nó có thể giảm tiếp hay như thế nào thì không biết. Nhưng thường thì nó sẽ giảm xong thì nó sẽ có đợt hồi phục. Đặc biệt khi nó đã giảm và khi cổ phiếu nó về cái vùng quả bán á thì nó thường nó sẽ có một cái đợt chúng ta gọi hay gọi đó chính là sóng hồi. Thì để mà chúng ta đánh được cái sóng hồi này tốt á thì chúng ta thường dùng những chỉ báo ví dụ như là RSI hay là to chartist thì những chỉ báo này nó sẽ cho chúng ta về những cái tín hiệu chúng ta hay gọi là quá bán ví dụ như chỉ báo chỉ báo gãy ngay của à, trong phiên vào ngày hôm qua của thị trường đó là nó nằm ở mức là dưới à, dưới 20 có nghĩa là khi mà nó gãy này nó đã về cái vùng dưới 30 đó, thì nó đã vào vùng quá bán rồi mà thậm chí index của chúng ta nó còn nằm thấp hơn nữa à, nó còn về dưới 20 luôn thì cho thấy là cái mức quá bán trên thị trường cũng đã rất là cao rồi chính vì vậy à, một cái kỹ thuật đơn giản đó chúng ta sẽ mua À, mua bắt đáy á đó, đó à, chúng ta hay gọi là mua bắt đáy, mua bắt đáy thì mua bắt đáy thì nó cũng cần kỹ thuật đó chính là cái những cái chỉ báo kỹ thuật về đảo chiều như thế này. Và chúng ta khi mình đã vào cái trạng thái quá bán á thì chúng ta sẽ canh mua và chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ hồi phục lại anh chị ha. À, nó sẽ hồi phục về một cái mức nào đó thì chúng ta sẽ bán. Và thường đối với cái 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 phương pháp mà mua theo đảo chiều này á là chúng ta sẽ mua khi mà ai nó bắt đầu nó có, có những cái tín hiệu bật nó đã vào vùng báo bán và nó có một cái cây nến sẽ bật tăng xanh lại như thế này và sau đó chúng ta sẽ mua và cái mục tiêu chúng ta nó sẽ là thường là ở nằm cái ở mức EMA 20 hoặc là EMA 20 anh chị ha là những cái vùng giá mà chúng ta sẽ sẽ, sẽ chốt bởi vì có một cái xác suất rất là cao có thể lên tới là 70 80 thì cổ phiếu nó sẽ hồi về những cái vùng như thế này thì chúng ta có thể sử dụng chiến lược chiến lược này để mà chúng ta mua một số cổ phiếu À, trong một số nhóm ngành mà nó đã bị bán mạnh trong thời gian vừa qua ví dụ như chúng ta có nhóm ngân hàng này. chúng ta có nhóm chứng khoán và đây cũng là một trong những cái nhóm mà hưng có chia sẻ trong cái gum đầu tư của mình hay là trong cái video phân tích uh, uh, mà hưng chia sẻ đó chính là những cái nhóm ngành mà nó đã thật... thời gian qua nó đã uh, giảm rất là nhiều uh, ví dụ như chúng ta có nhóm ngân hàng thời gian qua nó đã giảm rất là nhiều uh, nên khi mà nó nó đã vào cái trạng thái quá bán á, thì một thì là một cái sóng hồi nó cái gừng rất là thường xảy ra và nhóm chứng khoán thường khi mà thị trường ta giảm mạnh á, thì những cái nhóm như ngân hàng nhóm chứng khoán thường là sẽ những cái nhóm mà nó lead thị trường để mà tại vì nó vừa có đóng một cái vai trò rất là lớn nó nó có một tỷ trọng rất là lớn trong VN, vn index hay là vn 30 khi mà những cái nhóm này nó bật tăng trở lại thì nhà tư sẽ sẽ thấy được rất là nhanh, bởi vì nó ảnh hưởng cả tới chỉ số và cũng như là cái cái tỷ trọng trên thị trường nên chúng ta à, thường đối với những cái sóng hồi là chúng ta sẽ thường thấy nhìn tín hiệu từ những cái nhóm mà nó có tỷ trọng lớn như là à, chứng khoán, ngân hàng hay ngân hàng chứng khoán hay bất động sản, mà khi nó đã vào vùng quá bán và nó bắt đầu nó có những tín hiệu đảo chiều á thì nó thường nó phát cho cho những cái tín hiệu đầu tiên trên thị trường để mà chúng ta có thể canh và chúng ta mua lướt ví dụ như một số cổ phiếu đầu ngành của nhóm chứng khoán nó cũng đã vào vùng quá bán trong thời gian vừa qua và nó có những cái tín hiệu đỏ chiều ví dụ trong hôm nay chúng ta cũng thấy cổ phiếu ít này nó cũng có những tín hiệu đỏ chiều đó à, thì đây có thể là một số cổ phiếu để mà chúng ta có thể quan tâm và chúng ta có thể áp dụng áp dụng cái phương pháp mà à, mua đảo chiều như thế này để mà chúng ta có thể ra kiếm được cái khoản lợi nhuận trong ngắn hạn anh chị ha. À đó thì như vậy hơn cũng giới thiệu qua một số nhóm nhóm ngành và cũng như một số cái chiến lược mà chúng ta có thể áp dụng để mà chúng ta đầu tư. Thì tùy tùy mỗi cổ phiếu mà chúng ta có thể áp dụng những chiến lược khác nhau anh chị ha. À, ví dụ như chúng ta không thể nào áp dụng à, cái chiến lược à, đầu tư tăng trưởng cho một số cổ phiếu nó đã vào cái một cái xu hướng giảm dài hạn à, như như cái nhóm à, giả sử như nhóm chứng khoán chẳng hạn mà mà nếu mà chính xác cho nhóm chứng khoán thì chúng ta chỉ có thể sử dụng cái phương pháp đó chính là đánh đảo chiều anh chị ha đánh đảo chiều sau đó sau đó chúng ta sẽ canh bán tại những cái vùng kháng cự chúng ta sẽ canh canh đảo chiều và chúng ta canh bán tại những vùng kháng cự chúng ta chúng ta không giữ lâu anh chị ha còn phương pháp đầu tư tăng trưởng thì chúng ta sẽ chọn vào những cổ phiếu mà nó vẫn còn nằm ở trong cái xu hướng tăng và chúng ta sẽ canh mua tại khi mà giá giảm về những vùng hỗ trợ để mà chúng ta kỳ vọng nó sẽ tiếp tục bật tăng trong cái thời gian tới và vào một cái phương pháp à, đơn giản và cái phương pháp thứ ba nó chính là cái phương pháp đầu tư theo chu kỳ à, đầu tư theo chu kỳ theo nhóm ngành anh chị ha thì cái phương pháp đầu tư thứ ba này sẽ nó sẽ cần chúng ta có một số kiến thức về vĩ mô vĩ mô vĩ mô một tí để chúng ta có thể nhận định được là thị trường chúng ta đang ở trong giai đoạn nào và những nhóm ngành những cái cổ phiếu nào nó sẽ được hưởng lợi từ cái chu kỳ này và từ đó thì chúng ta sẽ đầu tư à, thì ok thì như vậy thì cũng đã ra đã, đã... À, chia sẻ xong coi số, một số số quan điểm về thị trường của mình à, trong cái à, à, một tuần giao dịch vừa qua cũng như à, một view thị trường của mình trong thời gian tới. Thì tóm tắt lại thì có lẽ là thì à, sự tuyệt vọng mỹ cực nhất của, của chúng ta cũng đã qua chị ha. À, có chúng ta có thể sẽ có một à, một mùa xuân nho nhỏ hơn gọi là một mùa xuân nho nhỏ đi à, khi mà thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi nhẹ thì đối với nhịp hồi này thì cá nhân hưng thì vẫn đánh giá thị trường chúng ta vẫn có là nhiều khó khăn trong giai đoạn tới thì với cái nhịp hồi này thì chúng ta nếu những anh chị nào mà chúng ta đầu tư với góc nhìn là chúng ta đầu tư theo sóng sống tăng thì chúng ta vào đầu tư sống giảm chúng ta ra thì nếu mà chúng ta vẫn còn kiệt hàng chúng ta có thể canh cái nhịp sống hồi này để mà chúng ta canh và chúng ta thoát hàng còn đối với những anh chị nào mà chúng ta có cái chiến lược đầu tư dài hạn thì chúng ta vẫn có thể tận dụng những cái cái cái, cái, cái nhịp hồi này khi mà thị trường đã tạo đáy nè à chúng ta tất nhiên chúng ta không nên bắt đáy thường xuyên mà khi những thị trường nó bắt đầu xuất hiện những tín hiệu tạo đái như thế này thì chúng ta có thể canh mua một số cổ phiếu à, cơ bản và nó có à, một số cổ phiếu cơ bản lưu chip hay những cổ phiếu nó có tiềm năng tăng trưởng tốt để mà chúng ta có thể đầu tư cho dài hạn và chúng ta chờ một cái con sóng mới của thị trường à, để mà chúng ta hưởng lợi từ cái việc chúng ta đã mua giá thấp để mà chúng ta có lợi nhuận tốt trong tương lai gì hết thì thật sự hôm nay Thật sự thì trong tuần này Cũng có khá là nhiều mệt mỏi Đối với Hưng cũng như đối với Anh chị nhà đầu tư Chúng ta đã trải qua những cảm xúc tiêu cực nhất Trên thị trường và chúng ta cũng đã có Những cái giây phút ngắn ngủi Của việc hạnh phúc khi mà thị trường chúng ta Nó có những cái dấu hiệu tạo đáy đầu tiên Thì Hưng mong những cái bài chia sẻ Như thế này nó có thể Giúp ích được phần nào Về những cái kế hoạch, những chiến lược đầu tư Của anh chị trong cái giai đoạn sắp tới thì cái uh, mùa đông của thị trường chứng khoán thì đối với cá nhân hơn thì thấy đánh giá thì mùa đông thị trường chứng khoán nó vẫn còn anh chị ha. Chính vì vậy uh, chúng ta cần có những cái quyết định nó uh khoát ở trong cái giai đoạn hiện tại để mà chúng ta có thể chúng ta có thể lựa chọn việc chúng ta có thể rút tiền, chúng ta có thể đầu tư một số kênh khác nó an toàn hơn. Ví dụ như chúng ta gửi tiết kiệm hay chúng ta mua trái phiếu với những lãi suất từ 6 7% hay là 11 12% như là kênh trái phiếu. hay là chúng ta sẽ lựa chọn hay là một số nhà tư khác chúng ta lại thấy đây đây mới là cơ hội. À, khi họ vẫn đang đứng ngoài Họ đang có cầm một số tiền rất là nhiều Và họ thấy đây mới là cơ hội Để mà chúng ta có thể mua được những cái cổ phiếu Tốt, giá trị Mà nó lại có giá cực kỳ sell up hay gọi là giá cực kỳ rẻ Ở trên thị trường như hiện tại Thì đó, thì mỗi người sẽ có Một cái quan điểm, một cái góc nhìn à, thì Hiện tại, thì Hưng vẫn mong Những bài chia sẻ như thế này Nó sẽ góp phần cho chúng ta Có một cái số quyết định đầu tư nó sẽ tốt hơn và cảm ơn anh chị nhiều tư đã theo dõi và chia sẻ video phân tích thị trường của Hưng đến thời điểm hiện tại. Nếu anh chị cảm thấy hay và ích thì hãy like, subscribe cũng như chia sẻ kênh YouTube của Topformer Group để nó có thể phát triển mạnh mẽ hơn đem lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. và hơn cuối cùng Hưng xin chúc anh chị đầu tư đạt được nhiều thành công trên chặng đường đầu tư chứng khoán. Hương xin cảm ơn.